Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả đại chúng, nhân chuyến đi hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ và Nepal, chúng tôi đã phát quà từ thiện nhờ sự đóng góp của tất cả quý Phật tử khắp mọi nơi, cũng như tất cả quý Phật tử ở trong phái đoàn hành hương. Giờ này chúng tôi xin gửi đến tất cả quý vị những hình ảnh sau đây. Nghe các em nhỏ học sinh từ thiện ở chùa Kiều Đàm Di tụng một thời kinh bằng tiếng Bali đó, chúng ta lại mong muốn và ước ao mô hình này lại được nhân rộng và có những hội từ thiện bảo trợ để giúp cho tất cả các em ở nơi đây có nơi để mà ăn, mà học, để mà giữ gìn cái tuổi thơ của mình trong nền giáo dục, trở thành một con người hữu ích cho xã hội mai sau. Trong phái đoàn của chúng tôi đi gồm có 64 vị, và những người Phật tử này đã giúp cho chúng tôi để mà phân phát những phần quà của các vị cho các em học sinh ở trường từ thiện của chùa này đây. Và chúng tôi cũng tri ân quý thầy, cô, giáo đã bỏ ra công sức của mình thật nhiều để mà giáo dục các em trở thành một con người có ích, xứng đáng cho xã hội. Tuy là một mái trường hết sức đơn sơ, nhưng đó cũng đã là một tấm lòng rất lớn của ni trưởng trụ trì, đã bỏ hết tất cả những thời gian, công sức và tâm huyết của mình để gầy dựng lên một cơ sở như thế này, nhằm giúp cho các em địa phương này có một nơi để học tập tốt đẹp. Chúng tôi lại tiếp tục đến thăm và phát quà tại một cơ sở giáo dục nữa của ni trưởng Khiết Minh ở Bồ Đề Đạo Tràng. Cơ sở này có số lượng học sinh ít hơn, tuy nhiên các em hết sức là ngoan ngoãn, và chúng tôi thấy được rằng con đường giáo dục là con đường cần thiết để xây dựng nền tảng của một con người. Con người nếu không có giáo dục cũng giống như thể là một cây hoang cỏ dại, sẽ không có được sự uống nắng, sửa đổi để trở thành một vật hữu dụng cho đời. Nhìn các em xếp hàng một cách thẳng thớm như thế này, chúng tôi biết chắc chắn rằng đây là một sự tôi luyện hết sức là cần mẫn của các thầy, cô giáo, của tất cả mọi người đã dày công bỏ ra ở nơi đây. Thành tâm kính tri ân tất cả các vị mạnh thường quân đã tin tưởng chúng tôi mà dốc tâm của mình đóng góp cho những Phật sự ở nơi này được thập phần viên mãn. Tuy là phần quà này thật sự không đủ để cho các em có thể đi học cả một đời, nhưng nó sẽ là một điều khích lệ để các em giữ vững niềm tin mà cố gắng phấn đấu hơn lên, để rồi từ đây có thể tiếp bước vươn xa hơn trong cái thế giới bao la rộng mở phía trước. Đồng ý rằng cái nghiệp của mỗi người, mỗi vùng đất chúng ta không thể nào thay đổi được, nhưng đây lại là một lớp học mà chúng tôi có cảm giác như là niềm đau xót đang quặn thắt ở lòng mình. Lớp học này hết sức đơn giản, một thầy và tất cả các em chỉ lót cái tấm bao bố để làm bàn, để làm ghế, ngồi ở dưới một cái sân nhà. Điều này cho chúng ta thấy được rằng ai trong mỗi người chúng ta ở nơi nước Mỹ này, ở nơi nước Canada hay ở Việt Nam không thể có được những hình ảnh khổ đau đến như thế này.
So với tất cả những cung bậc này, thật sự chúng ta đây quá đủ. Chúng ta thường mong muốn những cái to hơn, lớn hơn và vĩ đại hơn. Nhưng khi chúng ta đến những mảnh đất này, nhìn những con người này và tận mắt chứng kiến sự sinh hoạt của họ, chúng ta mới cảm nhận được đời sống này quả thật là có quá nhiều cung bậc. Cái cung bậc của nghèo, của đói đã làm cho con người ta không thể có cách nào hướng lên cao hơn nữa. Vì tất cả đó là những cái nhu yếu của đời sống bắt người ta phải thỏa mãn trước khi vươn lên một cái đỉnh cao nào đó hơn trong đời sống thực tế này. Đoàn của chúng tôi lại dừng chân bên vệ đường một cách tình cờ, và thật là hữu duyên khi bắt gặp một lớp học hết sức là đơn sơ đạm bạc nữa. Nhìn những cái tấm bảng như thế này trên một vách tường ủ mục, chúng tôi lại quặn thắt hơn và tri ân hơn một tấm lòng của ông thầy giáo ở làng quê đã đứng lớp vì các em nhỏ trong làng của mình như vậy đó. Có người Phật tử đã xúc động và đã khóc nức nở khi thấy cảnh này. Trên xe của chúng tôi ai có bao nhiêu đồ gì đều đem xuống đây để cho lớp học hết. Đó là tấm lòng. Nhưng tất cả những con đường đi qua, tất cả những thánh tích đi qua, chúng tôi đều đã gặp gỡ những con người như vậy. Nhưng sự cho đi sẽ không bao giờ đủ đầy hết cả. Cái nghèo đã ăn sâu từ trong tiềm thức. Những ngôi nhà tạm bợ, những con người lớn, nhỏ, trung niên, ấu niên đều đem thân phận của mình ngồi ở những nơi Phật tích như thế này để chờ đợi sự bố thí của những người hành hương. Người ta đã thuộc lòng những câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khi đoàn đi ngang, và họ đều đọc lên, đều tụng to lên, hầu mong có được một sự ủng hộ của những người hành hương đưa tới. Quả thật là những điều trông thấy mà đau đớn lòng, nhưng chúng ta không thể nào giúp cho hết được, vì đây là cái đã bám rễ ăn sâu, đã trở thành nghiệp duyên của một dân tộc này rồi. Ở tất cả những vùng thánh tích này đều là những dân nghèo hết cả. Chúng ta mới thấy được rằng khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, Ngài A Nan có hỏi Đức Thế Tôn là tại sao Ngài không đến những cái vùng thành thị, những cái nơi thị tứ, có nhiều người trưởng giả, có nhiều người giàu có để ủng hộ Đức Thế Tôn, mà tại sao Ngài lại chọn Kushinaga để nhập Niết Bàn? Và Đức Thế Tôn đã trả lời rằng đây là cái vùng đất mà tiền thân các Đức Phật cũng đã chọn để nhập diệt. Và rồi đây cũng là vùng đất nghèo khó, cho nên Ngài muốn ban phước cho vùng này. Và điều đó rõ ràng, Đức Thế Tôn muốn đem lại cái ân huệ cho những người nơi vùng Phật tích này. Có thể nói, đoàn đi qua đến đâu, nhìn thấy cái cảnh nghèo khổ đến đâu, chúng ta đều móc bóp ra đến đó, và không ai có thể bằng lòng được với những điều trông thấy của mình. Xin nguyện cầu Đức Phật chứng minh và gia hộ cho con dân của Ngài ở nơi đây được cơm no, áo ấm và có thể học hành được để trở thành một con người mang lại sự an lạc cho mình và cho người mai sau.